chừng đi bác mẹ tôi thì tôi nào mà cho nên tôi mới phải đâm bèo thái thái khoai. Anh dám chất dạo này có màu tôi gây lên chùa đất thế, cứ nay cưới lên chùa mai cưới lại lên chùa. Ở nhà ông tôi bắt tôi là nay đi tìm, mai lại đi gọi. Do khổ cho cái thân tôi, ấy là cứ chỉ đâu là tôi đấm đó đấy bà con nhé. Ấy tôi vào chùa, tôi đấm một tiếng chuông buông, mà dở ra tam quan tôi đánh ba tiếng trống. Tôi đánh toanh các toanh các toanh tòm, hỏi rằng con nhện nó tơ vương ở chôn ỉ chôn nào. Vào chùa đấm một ơi tiếng đi chuông đi, chứ bon ơi bon là bon ba tiếng chứ đã đây chùa tiếng bằng chùa. Thời là mẫu y đơn, mẫu đơn thời ở y cạnh nhà y chùa. Đây đã đến chùa rồi, tôi phải gọi có bầu về mới được. Có bầu ơi, ai ai có bầu? Ai gọi gì cô đây? Nô đây. À, anh Nô đấy à? Anh gọi cô có việc gì đây? Dạ, ông bảo cô về mà ăn cỗ cưới. Cưới ai? Có phải ông bảo cô lấy chú Tiểu không? Nói đi rồi, cô cho quan tiền này. Không. Ông bảo sao giờ này con lại hay lên chùa hát đúng với thầy Tiểu đến thế? Thế hát đúng với anh Nô có được không? Ây chết, tôi không dám đâu. Này, anh Nô ơi, chú Tiểu giấu hết ống vôi bình sáp của tôi rồi, nên tôi mới tư lự thất tình, cơm ăn chẳng được, mình gầy sắc ve đấy anh Nô à. Trông có màu gầy sắc ve mà Nô đây cũng thương đấy. Anh thương à? Anh thương thế nào? Anh thương làm sao? Nói đi nào. Ai tôi thương là thương cho cái con chuồn đi chuồn chuồn. Phải gió đấy anh Nô. Nó mắc phải sợi mối tơ vương mà có màu cứ gian díu với thầy Tiểu, mà lẽ thầy Tiểu chả có buồn thương cô thì mà... Này anh nói gió xuân nó đánh tóc thanh dài mà anh trông thấy hoàn, sao anh chẳng vào thắp mi thắp hát đi cho vui nào. Thì hát có màu là có màu ơi, có thể có như cái quả mướp mi Con nằm vui, rồi đến lúc sớm con có muộn đi trông. Thầy gió anh nói. Này anh nói, đắp mi, đắp tai, ngoài mặt là mi, răng khôn cũng kề. Hát đi cho vui nào. Thì hát. Xe tông vang đi ơi cho đi nó dậy. À đây bắt mà cầu qua đi. Cầu qua thời con chúng ta. Cái gì?
kia kia là đôi mắt cô nàng nàng đi đường. Làng chọn mặt để mang sang gửi à con? Dạ. Thế con đã thử chưa? Dạ thưa cha, con thử gửi rồi đấy ạ. Con thử rồi à? Dạ. Cha hôm nay đi uống được bữa rượu hung thần, say năn say nắp, cha lại thuê tiện được cái rồi găng đây. Để khi nào làng vào đám là cha cầm chầu màu này. Dạ. Con cho cha vào thử một tiếng xem sao hả? Dạ thưa cha, lệ làng phép nước, bỗng dưng cha nổi chiêng nổi trống, lỡ làng phát vạ thì sao ạ? Dạ ôi, không nói đến vạ thì thôi, đã nói đến vạ là tao đánh đủ 3 hồi 9 tiếng cho làng vạ một thở. Dạ thưa cha, tao sợ đến nào ở cái làng này. Dạ thưa cha, con xin cha. Dạ thưa cha, con xin cha. Cái mặt trống nó căng đáo để gì? Ôi 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 tu! Mau mau! Dạ. Sao sao trống nó lại kêu ôi giời ơi tùng đấy ở con? Dạ thưa cha, đấy là tiếng trẻ con nó nô đùa bên ngoài nên nó vọng vào đấy cha. Thực ra là tiếng trẻ con nó đùa nghịch bên ngoài nó vọng vào hả? Dạ. Nhưng mà này này. Dạ. Thế sao nó lại biết đuổi người thế hả con? Dạ thưa cha, trống của làng lắp bánh xe nên cha đụng vào nó lăn đấy cha. Ra trống của làng là lắp bánh xe, trên cha đánh là nó lăn hử. Này màu này. Dạ. Thế chiêng nó đằng nào con? Dạ thưa cha, trống sao thì chiêng vậy, cha còn thử làm gì nữa? Thì không thử thì ngộ chiêng nó dè làm sao, để cha vào thử nốt cả chiêng lẫn trống một thể. Dạ thưa cha, cha mệt rồi, cha nghỉ. Xê ra. Cha. Dạ dạ dạ, con xin cha. Ra. Mày không ngân thì thôi, mày đã ngân là ông đánh đủ 3 hồi 9 tiếng cho mày ngân một thẻ. Dạ thưa cha, con xin cha. Xê ra. Dạ con xin cha. Xê ra. Con xin cha. Tùng biên, tùng biên, tùng biên, tùng biên, tùng biên, tùng biên, tùng biên. Ngâu. Dạ 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 dạ. Ngâu. Con lấy ông rồi, con lấy ông rồi, con lấy ông rồi, con lấy ông rồi. Thì ra thằng nô, mày đang đi cày ở ngoài đồng cơ mà. Cô con gọi về. Thế thì tại đứa nào? Tại anh nô.
Tại con Màu, tại con Màu, tại con Màu, tại con Màu. Thôi, tao biết hết cả rồi. Nô. Dạ. Lại đây ông Bảo đây. Ông đánh con lâu lắm rồi ạ. Lại đây ông Bảo. Bây giờ sự việc nó đã lỡ ra rồi, nghe chưa? Phải im hơi lặng tiếng, không được nói gì cả. Rồi ông cho ruộng cho bò mà làm ăn. Ông Bảo, cơ sự nó đã lỡ ra rồi. Ông cho con ruộng, ông lại cho con cả bò. Thôi thôi, bé mồm thôi. Ông Bảo này, bây giờ là mày phải bỏ làng đi biệt xứ, đi thật xa, không được lai vãng đến đây nữa, nghe chưa? Đây, bạc đây, ông cho con. Không được quay lại đây nữa. Ông cho con lén bạc, ông lại bắt con bỏ làng. Thôi, con trả ông đây. Mày, sao ngay, cút ngay. Mày lại ở được cái làng này với ông à? Trời ơi, con ơi là con ơi. Ai nó là đứa ăn đứa ở mà con tằng tiều với nó như thế bao giờ con ơi. Tất cả là tại cha cả đấy. Thế mày bảo tại cha mày thì tại ở chỗ nào? Bao nhiêu người đến hỏi, cha cứ bảo là cháu nó vẫn còn bé. Trời ơi, thì mày cũng phải để cho tao chọn nơi môn đăng hậu đối chứ. Trời thất ơi con, cái mày bôi vua chát chấu ông bạc cha mày. Mày lại còn ngoan ngoãn mày cái à? Mày ngoan ngoãn mày cái à? Con xin cha, con xin cha, con xin cha. Ngoan ngoãn mày cái à? Đứng đầu hàng xã đó là việc binh nương thuế lệ lấy đà thanh thỏa, tính tôi hay trịnh thượng ở trong làng, ơn trên núp bóng quan, xoay chúng dưới kiếm ăn thì cũng khá là lạ. Nhà phú ông nay cơ trừng động mà có á thị Màu nó đã hoang thai, cứ chiếu lệ làng bắt vạ không sai, khoán là phải 100 quan quý đó là. Cái việc này phải gọi thằng Bố Đốp đi giao mõ mời nàng mới được. Thằng Bố Đốp có ở nhà không? Thằng Bố Đốp có ở nhà không đây hả? Cái đứa nào mà đốt chát gì ngoài đấy thế hả? Tao đây, thầy Lý đây. Dạ, thầy Lý đấy hả? Bố Đốp có ở nhà không? Dạ, thưa thầy, bố cháu chảy tỉnh nĩnh bằng rồi đấy hả? Cái thứ mõ mà cũng bằng rất là sắc. Dạ, bằng là bằng của cụ bá. Bố cháu cắt chát theo hầu đấy à. Hả? Cái nào mà sẵn trước rồi nó cài có chứ. Trăng thì trăng chơ. Thôi rồi, được thế rồi, mà chồng vắng thì vợ ra mà. Thay. Đi ra ngay ngoài đình có việc nhá. Vâng. Chị em ơi, thương chồng lên phải lầm than, bỗng dưng ai bắt việc quan đàn bà đấy chị em, lên phải lầm than đi tôi thương chồng, thời lên phải lầm than đi bỗng nhiên.
bắt việc nghề quan tàn bạc. Dạ, con chào thầy Lý. Đốp. Dạ. Thế sao tao gọi mày từ nãy tới giờ mày mới ra hả Đốp? Dạ, thưa thầy, đồng tiền có chữ, người nó phải có tên. Thầy để cho nhà con xưng danh cái đã. Cái thứ mõ mà cũng danh với trả giá. Thôi được rồi, danh giá gì thì xưng đi. Ấy bước vào tôi hô rằng vậy, chẳng dâu gì mẹ đình đám là tôi. Nghe anh nói tôi vào trang đúng mực, bất phận danh hình tài túc, vô chế lệnh những dân tổng. Một mình tôi hàng xa ngóng trông, mà điều phải trái là tôi lên trước bảo. Đốp. Dạ. Thế mày vứt tao đi đâu để mà mày nên mày trước bảo dân tao hả? Đốp. Dạ thưa thầy, nó là thế này. Là thế nào? Thế trong làng có việc gì to nhỏ, thầy sai nhà con đi giao thì dân làng người ta mới biết. Thế chả phải là con trước bảo sao? Cái con mẹ Đốp này, nó nói thế mà cũng có lý. Tao nghe ra rồi đấy. Từ việc hỉ cho tới việc hảo, chắc quan về là tôi phải báo với dân. Từ tiền tô dài lão trong dân, đến tiền tức một tay tôi chiếu bổ. Đốp. Dạ. Cái con này mày dạ. Mày láo quá mày. Dạ. Một tay mày chiếu bổ dân tao, thế mày vứt tao đi đâu hả? Đốp. Dạ, thưa thầy, nó là thế này à. Là thế nào? Bổ, trên có thầy chiếu bổ, dưới có nhà con đi thu. Dạ, con quên khuấy nên mất ạ. Cái con mẹ Đốp này, nó nói thế mà cũng có lý. Tao nghe ra rồi đấy. Từ ông Hương Hào cho tới thầy Khán Thụ, ra đến đình là cũng phải đợi tôi. Tôi mà chưa dài thì các cụ cũng chưa có được ngồi. Đốp. Dạ. Mày láo. Dạ. Quá. Mày bảo mày. Dạ. Mày nhật đa hí, lộng giả thành dạ. Chân. Mày bảo mày chưa ra, các cụ làng ông chưa có được ngồi. Thế hóa ra mày là bà thủ chỉ làng tao hả? Dạ, thưa thầy, thầy để cho nhà con nói lốt cái đã xem nào. Thế nhà con mà chưa ra trải chiếu thì các cụ ra sau ngồi xuống đất hả thầy? Cái con mẹ Đốp này, nó nói cũng có lý. Tao nghe ra rồi đấy. Dạ, thưa thầy, thế cho nên sách mới có câu rằng khi tiểu nhân bất thành quân tử đấy thầy ạ. Phi tiểu nhân bất thành quân tử, mõ mà cũng chữ với chả nghĩa. Dạ, thưa thầy, nhà con tuy là mõ nhưng cũng có thơ đấy ạ. Còn có cả thơ nữa cơ. Dạ, thế con đọc thầy nghe nhé. Ừ. Mõ này cả tiếng lại dài hơi, hàng xa ưng bầu chẳng phải chơi. Trên dưới quyền hành tay sắp đặt, một mình một chiếu thành thơi. Chỉ hành lặng chứ không chốc lệ nhỉ rõ lắm. Hay một mình một chiếu thảnh thơi ngồi. Ừ, thơ của mẹ Đốp mặt. Thế mà hay đáo để. Dạ, thế thầy có mang theo nghiêng bút đi không ạ? À, mà mang theo nghiêng bút để làm gì hả Đốp? Dạ, thầy khen hay thì con đọc, thầy chép
rồi mang về nhà thầy mà treo. Ê cái con này, mày láo nào, tao mà thèm treo cái thứ thơ mõ nhà mày dạ, hả? Thế thầy khen hay sao? Hay với mày. Chứ hay gì với tôi. Con mẹ đốt dạo này trông nhuận sắc đáo đẻ. Đốp. Dạ. Đốp ơi, thế mày được mấy đứa rồi hả Đốp? Dạ, nhà con hiếm hoi lắm ạ. Hiếm là mấy? Dạ, mới con là 9 cháu. Với cả cái thằng cháu này là 10 đấy. Tốt lại quá. Đốp. Dạ. Đốp ơi. Đốp. Dạ. Hôm nào mát trời thầy sang chơi cho thầy gửi một đứa nhá. Ấy chết, thầy là người lớn mà thầy ăn nói sảng sỡ như thế, nếu bố Đốt nhà cháu mà nghe thấy nó ghen cho thì mặt thầy còn ra mặt gì nữa hả? Ngáo nào, tao thấy mày mát tay nuôi trẻ, tao muốn mang một đứa sang nhờ mày nuôi hộ. Chứ mày này tưởng à, ông có cái tính tòm tem ấy hả? Này cứ coi chừng con nghệ nhá. Bà đi ra ngõ đi. Này, dạ thưa thầy, thế sao thế nào ạ? Giao là trường làng trường trạ thượng hạ tây đông, con gái phú ông tên là Màu Thị, từ tình ngoại ý mãn nguyệt, có thai già trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán có thế thôi. Dạ thưa thầy, nhà con tuy rằng sáng dạ nhưng phải cái lại hôn tâm. Thầy là một mạch dài như thế thì làm sao con nhớ được ạ? Hay là bây giờ thế này vậy? Thế nào? Bây giờ nhà con đi trước cân đánh mõ, rồi thầy theo đằng sau. Thầy giao hộ nhà con nhé. Ê, cứ con này, mày láo quá. Dạ. Thế có nghĩa là mày, ông là đầy tớ mõ cho nhà mày hả? Đỗ. Dạ. Thôi, thế chỉ bây giờ thế này vậy. Thầy thúng thắng đọc từng câu để cho nhà con còn nhập tâm mà. Lâu thế. Nghe đây. Triềng làng triềng trạ thượng hạ tây đông. Tây đông cũng vào đây này. Đốp. Dạ. Sao mày lại bốc mồm ông mà bỏ vào cái chỗ ấy hả Đốp? Dạ thưa thầy, có thế thì nhà con mới nhớ được ạ. Thế mới nhớ được à? Cái con mẹ Đốp này nó ngu quá. Con gái phú ông tên là Màu Thị, tư tình ngoại ý mãn nguyệt, có thai. Có thai thì cũng vào đây này. Đốp. Dạ. Thế sao mày lại có thai cả ở mồm ông thế hả Đốp? Dạ có thế thì con mới nhớ ạ. Đốp. Dạ. Mày nhưng cao cái giải yếm lên cho ông nhờ. Mày làm thế quế tạc hết cái mồm của ông rồi. Dạ thưa thầy, con lấn cao lắm rồi đấy à. Để này bà còn cứ thế này như thế này không mấy được. Già trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán. Ăn khoán cũng vào đây này. Có thế thôi. Có thế thôi cũng vào đây này. Đi ra mõ đi. Dãy này có bao nhiêu chỉ ra hết, ra tuột, ra cho bằng sạch này. Lâu quá. Dạ. Đốp. Dạ. Sao tao bảo mày đi sao mõ mà mày cứ nhăn nhăn nhó nhó ở đây thế hả Đốp? Ấy chết. Dạ thưa thầy, thế con tưởng thầy bảo gửi lời thì nói mà gửi gói thì mở, thành thử ra có bao nhiêu con tung hết cả ra ngoài đường rồi đấy ạ. Lão nào. Dạ. Con mẹ này nó thấy mình chậm hiểu, nó chơi xỏ mình đi mà. Đốp. Dạ. Này. Ê, bố Đốp ơi, bố Đốp ơi, bố
đốp đi đâu để thầy xã nhà nếp tôi thế này à? Bố đốp ơi là bố đốp ơi. Đốp, đốp ơi lín đi, lín đi. Nọt tai làng, sang tai họ, nín đi. Mai ông đèn cho thúng thóc, nín đi. Phải kiểng mặt con mẹ đốp để ra mới được. Trên nghiêm thì đón thì chào, trên mà đún đẩn, dưới thì bảo mặt trên. Tôi cứ phải làm như thế mới được chị em ạ. Đốt. Còn ba tiếng mõ này là để nuôi chồng nuôi con tôi đây. Chiêng làng chiêng trại sáng như thế này luôn không kịp. Thượng hạ tây đông ý à. Con gái phú ông tên là Mậu Thị, tư tình hoài ý, mãn nguyệt có thai, mời già trẻ gái trai, gia đình mãn khoán ý à, ý à. Thank you.